Thưa các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến trở lại thăm bé tên gì quên nữa anh ta. Thái Nguyên, bé Thái Nguyên mà bé đi bán bánh tiêu các bạn. Thì sau khi Vũ Chiến, Anh Phương được quay thì hôm nay có một cô ở trên thành phố Hồ Chí Minh xuống cũng tặng quà với trao cái phần tiền cho cháu gì nè. Quà gì vậy anh? Sữa với bánh. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ. Tại sao mà anh biết được cháu Nguyên? Biết qua anh Phương. Dạ dạ, là xem clip đó con ha. Xem clip. Dạ dạ dạ. Thấy bé tội nghiệp quá. Dạ. Lớn mà đi bán bánh tiêu á. Dạ. Để kiếm tiền cơm nước hàng ngày. Dạ. Thấy tội nghiệp quá rồi chị mới xuống đây chị. Dạ. Bưng con cháu đi. Bánh với sữa. Dạ. Chị ngồi nói chuyện với cô nè cho nó vui. Cảm ơn cô. Mấy ngày nay có con có đi bán không? Dạ. Hôm qua còn đi bán mà. Hôm qua còn đi bán mà. Bán qua. Kia. Hôm qua là đi mổ. Chưa mổ có đi chưa? Chưa có đi. Vậy là mình cũng chuẩn bị cho cháu nhập viện. Chị gửi 1 triệu, thêm 1 triệu nữa cho cháu. Em lo cho cháu để cháu nhập viện á, rồi ăn uống thì kia. Con cảm ơn bà chưa? Lại. Ồ, con tay rồi mà tội nghiệp. Trời ơi, được rồi con. nó ngoan. Thái Nguyên này lớp 6 hả? Lớp 6 mà nhỏ xíu à. Con của chú lớp con của chú học lớp 7 nó bự bằng chú đó. Dạ nhỏ. Nhưng mà cái mặt có duyên. Cái 11 giờ nó về cái nhà chiên bánh tiêu, cái đầu nó về nó ăn dội vàng chén cơm, xong rồi cái nó đòi mâm lên. Dạ. Rồi nó bán cái gì thiếu thốn này. Thiếu dinh dưỡng á. Trời trời, đâu đây nữa ông nội. Vô tiếp xúc để giúp đỡ cho bà con mình đây. Trời. Tôn Ngộ Không đây, anh là Chiêu Bất Giới. Ông nội tôi, ông là Chiêu Bất Giới, tôi là Tôn Ngộ Không, hổm là mình nói vậy mà. Không, lộn kèo rồi đó, Chiêu Bất Giới đây, Tôn Ngộ Không, có gì giúp đẩy cho bà con mình đây. Ăn cơm phải chắc nước cơm không? Đúng rồi, ăn cơm mà không có báo cáo mà cái nước cơm đã con Covid-19 đó nha. Phải bỏ đây chứ ăn là cái thuốc nó không có giặt bệnh hoạn gì hết đó. Đủ cái là nó giặt là chết liền á. Tôi đau bụng. Đó cho nên là phải chắc cái nước cơm chứ. Bây giờ năm 2022 mình đổi câu slogan khác đi. Không nói là chắc nước cơm nữa. Kiếm câu nào hay hơn đi. Nói câu nào hay hơn hả? Đang động não. Trời. Ông động tới nặng học hoàng chết luôn giờ. Dạ chị ngồi đi chị, đứng phanh tay gì, để nói chuyện chơi cho phanh tay rồi. Nguyên con cất tiền đi con, cất tiền. Tối ngày kêu anh Chiến là thầy chạy cho đồng tiền ăn hủ tiếu bún riêu, con đây đừng ăn cơm. Ăn hủ tiếu bún riêu cho khỏi ấy nè, khỏi khỏi chắc khỏi cung xích. Đó em mới nghiên cứu ra cái câu đó. Dạ. Anh lên clip là cũng nghe Chí nói vậy không? Chán luôn cô, chán luôn. Dạ, bởi vậy cái cố khẩn gấp bà con mình. Dạ. Giữ được chát chứ ăn nước cơm nhiều quá bỏ chát hết trơn à. Ông cái này báo cáo gõ cho bà con mình nó nghe cái nước cơm đang với người thằng này đó. Đó, cách xa mấy chục cây. Dạ. Vậy là cô nãy đi xe xuống tới đây mấy giờ? Xuống tới đây hình như là 3 giờ đó em. Dạ. 3 giờ từ Sài Gòn mình lên đây là 3 giờ, 3 giờ chiều á. Dạ 3 giờ chiều. Chắc một chút nữa. Dạ. Yeah. Anh Phương, em đi tối rồi. Tối quá. Dạ cô phải về chết nha. Phải quay về. Chiều nào đi. Chúng nó về được chính, không dám đi về được cũng rồi. Bữa nay làm có khách không chị? Dạ, có đây ra. Chắc không dám đi về cái này bà sĩ. Dạ. Em về người. Ngày thì người hai người hả? Anh là hai đó té thẳng qua Tân An mình, Tân An em thì còn mới ba năm.
Rồi bé nhỏ đâu rồi? Dạ, bé nhỏ nhỏ kỹ cưng lắm. Dạ. Người ta con trai mà tự nhiên để tóc dài đừng làm gái. Ham gái. Rồi. Ham gái thành ra để nhỏ vậy nữa nhỏ nó bị. Nó bị thế giới thứ ba. Nó bị lệch lạc luôn. Giới tính thứ ba. Dạ dạ. Nè, đây nè nè, nó. Mà trời ta giấu. Giấu gì? Ra bây giờ. Kính. Kính. Chiều ăn cơm cho con. Ăn cơm gì hả? Cá kho hả? Mẹ làm hả? Con biết nấu cơm không? Rồi. Tại vì cô biết sao không? Tại vì mẹ nó vậy nó phải phụ. Nên chắc chắn là sẽ biết được nhiều thứ lắm. Như mấy đứa này nữa ra đời nó khỏe, nó bản thân nó. Không thua. Buông ra là nó tự lập được mà nó tự con mày con biết nấu cơm mà con biết làm gì nữa nè, làm đồ ăn con biết làm không? Chân khô chắc như hấu à? Dạ hai. Ủa sao nhà là hình như có ăn hai món đó hay sao mà con cứ cái món đó là nó dễ làm mà. Người chứng kiến cái nhà này là ăn khô nè, nên là những cái món đó là nó hàng ngày nó phải. Vậy là nhà này ăn cơm chiên ăn khô với dưa hấu. Cái tay bị gì kìa? Cái tay bị gì thẹo quá trời. Cái gì? Lại cho biểu. Cái gì? Cái tay bị gì? Hai. Ba hả? Trời. Trời. Tay nó hồi đó nó mới có 3 tháng đó, rồi cái ba nó cầm bình sỉ vô mùng á. Rồi cái đầu quay qua cái chúng lật đổ. Ơi ông bị ba làm đổ cái bình thủy chứ ai mà chế nước sôi vậy mà nói chế nước sôi làm hết hồn hết vía tưởng đâu ba. Hiểu lầm. Trời ơi. Ba con làm cái đổ cái bình thủy. Ba con làm đổ bình thủy á, biết không? Chứ không phải là ba con chế nước sôi ở hồn hết vía. Con ơi. Đây là ba thứ hai. Con nói gì như ba tạt mặt con vậy. Trời ơi gì lại đây xin ba nữa ông nội. Tôi lại chứ. Xin ba lại. Lộn lời lộn lưỡi lỡ làm luôn. Trời ơi gì? Lộn lời lộn lưỡi lỡ làm luôn. Hay. Con nói con đó như tạt nó trâu như mặt ba vậy đó con. Ơi. Bây giờ ông có thể là gì đùm bọc và gánh vác này nổi không mà ông đòi làm ba? Trời ơi, hứa chắc cái em này mà lấy tôi đi, em không cho mà nặng mấy ký luôn á. Nửa ký à? Căng nửa ký với số cho em đi bán. Mấy ký rồi ông, mấy ký rồi. Không cái gì á. Thôi tôi lại ông Chí. Chịu không con? Chịu không? Chịu chơi cái chiêu giống như bác Chí nói không? Nên là cưới mẹ con về là không cho mẹ con làm nặng. Không làm nặng trên 1 ký mà chỉ làm nặng nửa ký thôi, cân nửa ký với số đi bán. Vui không con? Bà cho tiền vui không? Bà cho tiền vui không? Vui. Không có mặt có duyên á. Nhìn cái mặt hay gan thiên bồng nguyên chối à. Mày nữa. Trời ơi, con gan thiên bồng nguyên chối. Người trả cho con. Con nhớ mua đồ em ăn rồi chuẩn bị quần áo mền mùng cơm gạo rồi đi, cho đi tới tuần lễ về chứ không phải. Cái gì mà mền mùng cơm gạo trong bệnh viện người ta có cơm từ thiện. Ông bác sĩ nào mà ông đánh tâm lý nghe nó nói nặng. Vậy dạ. Qua thì lại nó không vô rồi là không có ra. Dạ không có ra. Dạ. Vậy thì để về chuẩn bị chứ giờ cho nghỉ. Về chuẩn bị khoảng cuối tuần đi rồi đầu thứ hai đi vô. Ở trong đó thì mình có cơm từ thiện trong đó mình xin cũng được. Kiểu như bác sĩ nói trong là không có cho
dạ dạ nằm khoảng một tuần lễ vậy đó. Bác sĩ cho em về để bán tiêu quá tuần này đi rồi thứ hai vô. Dạ làm chí nấu cơm đem vô nha. Mặt dạ dạ cái nói bây giờ đó là nhỏ để nặng lắm rồi mà còn hẹn quá. Trời ơi. Dạ. Cái nói không có biết, lúc đầu không biết. Dạ. Không cái đường tiểu nó muốn hẹp lại luôn. Dạ. Dạ. Cái nói có biết làm cha làm mẹ không mà để. Ủa, ta cử đúng không? Ta cử bác sĩ ta cử chứ. Không có biết làm cha làm mẹ không. Dạ. Cũng thấy con nó bị hứa rồi nó già uốn máu luôn. Ầu ơi. Thấy cũng nhốt buồn. Nhưng mà tại cũng ngại vấn đề kia cho nên thấy hai anh em đó hứa cái nói hai anh em ra cái nó kêu em đó nắm lên nó lấy một gòn nó nhận vô là cái nó lấy đồ nó chùi trong đó nó nói mẹ sao hay kể gì quá con làm cái chuyện đó mẹ không mắc cỡ mà mẹ cứ nói hoài vậy mà bệnh bệnh cũng giấu nữa bệnh đó tại tại vì mình bệnh cái chỗ đó nên mình ngại lắm. Dạ, con nít nó ngại. Nói cho mà không có tiền á. Thôi chào thưa quý vị các bạn thì có lẽ video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.